còn dám đến đây nữa hả? Xem sức mạnh của ta đây. Ai mà mạnh dữ vậy? Có sao không? Tôi không sao hết. Mà cậu là ai vậy? Cậu có thể tiêu diệt được vũ lũ zombie đó luôn hả? À? Ê sao giờ này trời tối như vậy cậu lại đứng ở ngoài này chi vậy? Do tôi đang đi kiếm ít củi. Cậu không biết rằng là bây giờ trời đêm ở đây gọi là rất là nhiều quái vật sao? Bây giờ tạm thời về nhà tôi đi. Nếu không ở ngoài này cậu sẽ bị ảnh hưởng đó. Nhanh lên. Ok, đợi tôi với. Nhanh lên theo tôi sẽ dẫn cậu về nhà. Hey, nơi này toàn zombie thôi mà cậu đi ra ngoài đường như vậy. Cậu gì đó cứu tôi nha. Không có gì đâu, tôi tên là Hiha Cát Náp, còn bạn tên là gì vậy? Tôi tên là Zombie Dog Day. Ồ, Zombie Dog Day à. Ok, đi theo tôi, tôi sẽ giúp bạn về nhà. Nhanh lên. Bây giờ mà cậu cứ đi chậm ở đây á là zombie sẽ tới và ăn thịt cậu đó. Nhanh lên. Tôi biết rồi, chúng ta đi nhanh thôi. Sao kìa, cẩn thận. Không phải chúng ta. Cha. Mày hả? Tên khốn này, xem khói đỏ của ta đây. Vào ảo mộng chết ở đây. Lũ khốn cho. Ra đây. Bom. Ôi được rồi, nó nhiều zombie quá à. Dạy lẹ đây zombie ơi. May là tôi đang đi dạo thì tôi gặp được bạn đó. Nếu không là bây giờ bạn sẽ bị lũ zombie ăn thịt mất tiêu rồi. Chắc giờ này là tôi đã biến thành zombie luôn rồi quá. Vào nhà của tôi nè, bật đèn lên đó. Rồi, chào mừng bạn đến với nhà của tôi. Thôi nhà này của tôi rộng rãi lắm, nên là ngày hôm nay chắc là tạm thời bạn ngủ ở đây đi. Chứ không á là bữa tối như thế này mà bạn đi ra ngoài á là tôi sợ bạn bị zombie giết đó. Cảm ơn cậu nhiều nha. Trời ơi, công nhận cậu là một người tốt thiệt, giúp tôi rồi bây giờ còn cho tôi chỗ để ngủ nữa. Không có vấn đề gì đâu, tôi là Hiha Cát Náp mà. Thôi bây giờ cậu vô đây nè. Hiện tại phòng đó của tôi thì có rồi, bây giờ phòng này tôi đang để trống nè, hay là bạn tạm thời ở nơi này đi cũng được á. Tôi thấy chỗ này cũng được đó, nó vừa sạch sẽ mà nó còn to nữa. Tôi rất là thích những không khí những không gian to giống như vậy. Được rồi, vậy thì cậu nằm ở đây nha. Giường rồi có kệ sách rồi có bàn đồ đầy đủ hết nè. Cậu cứ thoải mái như nhà của cậu thôi là được. Bật cái đèn lên rồi và ngủ thì tắt đèn. Ok. Ok, như vậy được rồi. Cảm ơn cậu nhiều nha. Thôi được rồi, cậu ngủ ngon nha. Zombie đó đây, tôi cũng đi ngủ đây. Bye bye. Bye bye, ngủ ngon. Ngủ ngon, trời ơi. Cái bà này tự nhiên ở đâu mình đi vô rừng vào trời đêm như thế này. Được rồi, mai là có mệt. Được rồi, đi ngủ một giấc thôi nào. Ủa, mùi đồ ăn ở đâu vậy nè? Mùi đồ ăn ở đâu vậy? Mùi đồ ăn. Mùi đồ ăn. Wow, đâu ra mà đồ ăn ngon quá vậy nè? Cái này là do tôi nấu đó. Hồi sáng tôi dậy sớm mà tôi thấy ông ngủ ngon quá nên tôi không kêu ông dậy, tôi xuống đây để chuẩn bị đồ ăn chúng ta. Trời ơi, Zombie đúng là một người tốt thiệt, tự nhiên có đồ ăn sẵn luôn, thiệt là phê á chứ. Lâu lắm giờ mà tôi không có ngửi được mấy cái mùi thơm như thế này luôn đó. Trời ơi, ông muốn thì ngày nào tôi cũng sẽ nấu cho ông ăn được mà. Ngon quá à. Tôi dọn ở đây nha. Trời ơi, không ngờ là bà có thể có tài nấu ăn ngon như vậy luôn á Zombie. Tôi không ngờ luôn. Wow, cái này nước gì đây? Đây là nước chanh. Nước? Ủa? Cái ly trước mặt là nước chanh, còn cái ly ông đang cầm là nho. Ồ, nước nho hả? Hèn gì nó có cái màu y chang màu của tôi luôn, màu tím luôn. Còn bà nước chanh cũng y chang màu của bà luôn. Trời ơi, trời ơi. Lấy rồi uống. Ngon quá trời quá đất luôn à. Thôi không ngờ bà Zombie Dog Day này nấu đồ ăn ngon thiệt luôn á mấy bạn ơi. Ê. Trời ơi, không có gì đâu, muốn thì ngày nào tôi cũng nấu cho ông ăn được mà. Ủa mà nhà bà ở đâu vậy? Ôi, bị bọn zombie phá hết rồi nên là tôi phải cố gắng. Lúc hôm qua tôi chạy là tới cái khu mà ông gặp tôi đó. Bọn zombie chết tiệt, bọn chúng dám phá nhà của bà luôn sao? Đúng rồi, bọn nó kéo tới đông lắm. Hay kỳ này mà tôi gặp lại tụi nó, tôi sẽ cho tụi nó một bài học liền. Trời ơi, dám phá nhà của bạn tôi hả? Vậy là không được đâu. Thôi, bà ăn lẹ đi. Rồi bây giờ nếu được á thì bà qua biến căn phòng này, bên đây đang phòng trống nè, bà có thể chỉnh lại thành nhà của bà được luôn. Hả? Được hả? Vậy không cho tôi ở đây luôn hả? Được, dù gì căn phòng này đó giờ tôi cũng để trống à. Nhà tôi thì ở một mình nên là cái chỗ này tôi để trống đó giờ suốt mấy ngày qua luôn á. Bây giờ có thêm bà về đây ở nữa thì hay cũng được á. Vậy bây giờ tôi sẽ ở đây và hằng ngày tôi sẽ nấu ăn cho ông. Như vậy thì tuyệt vời quá trời rồi. Bà ở lại đây có gì nấu đồ ăn cho tôi thêm nghe. Không có gì đâu, tôi còn biết nhiều món ăn ngon lắm. Được rồi, vậy bây giờ chúng ta cùng nhau bắt tay dọn lại căn phòng này cho đẹp đẽ hơn à, dành cho bà thôi nào. Zombie đó đây. Được rồi, chúng ta làm thôi. Được rồi, bắt cái tay là làm liền đây. Đặt danh lên đi ha. Được rồi, ngay nay nha. Đẹp không? Wow.
Bức tranh này là tôi với bà được cổng cho nhau đó. Cù te chứ sao không. Ê, nhưng mà Zombie ơi, tôi thấy bà kiểu giống như gọi là bà không có sức mạnh hả? Đúng rồi, tôi là một người không có sức mạnh gì cả. Ồ, bà là đó, đây cũng giống giống tôi là cát náp mà vậy mà bà không có sức mạnh gì sao? Tôi không biết nữa, nhưng mà sinh ra tôi đã không có sức mạnh rồi. Chắc là không phải là không sinh ra đâu, do bà chưa tập luyện thôi. Được rồi, đi ra ngoài đi, hi ha, cát náp sẽ dạy cho bà cho Zombie đó. Đây, theo tôi. Theo tôi nào, Zombie đó đây ơi. La 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 la. Được rồi, ra cái khu đất trống như vậy, ok nè. Bây giờ á, tôi sẽ giúp cho bà sử dụng được sức mạnh, mặc dù không phải là sức mạnh cái khói của tôi thôi. Cái khói của tôi là đặc biệt, đó là chỉ có một mình tôi sử dụng được thôi à. Hả? Đây nè, cái khói đỏ này của tôi nè. Khôn 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 khôn. Cái khói này hả? Đúng rồi, cái khói này á là sẽ giúp cho nói chung á, cái khói này á sẽ giúp cho người ta sẽ bị gọi là gây mê người ta á, Zombie. Nhưng mà cái này là trời ơi, cái này tôi dùng để bảo vệ bà chứ tôi gây mê bà làm gì chứ. Chứ bà giờ bà cũng mê tôi rồi, bảo nó chơi rồi. Để tôi giúp bà hướng dẫn cho bà sử dụng tuyệt chiêu này nè. Bộc phát boom. Ôi sao gây đó, tôi sẽ giúp bà học được cái chiêu đó để cho bà có năng lượng của bà ra, chứ không kiểu này Zombie đâu đây hơi yêu á. Để tôi gồng sức mạnh nha. Ôi trời ơi, nghe cái tiếng gì vậy? Gì kỳ quá nha, đeo ngoài trời nha, coi chừng cây cối này xỉu hết á. Trời ơi là trời, nghĩ sao mà bả xì hơi luôn vậy trời. Cái bà nội đốt đây này chứ, trong cơ thể của bà sao bà bộc phát ra giống như tôi nè. Rồi chờ đó, khi mà bà quen rồi thì bà cũng không cần gồng giống như tôi giống vậy đâu. Trời ơi, Zombie đó đây. Trời ơi, bây giờ trời ơi, bà phải gồng năng lực của bà lên này. Chắc là bà đó giờ là con gái nên là yếu đuối đúng không? Đúng rồi, tôi đó giờ tôi hay bị ăn hiếp lắm. Trời ơi, bây giờ có Hi Hang Cách Náp ở đây rồi thì không có ai ăn hiếp được đâu. Bây giờ tôi sẽ cố gắng dạy cho bà nhiều năng lực để cho có thể bà không bị ăn hiếp nữa. Hợp lý không? Ừ, tôi không bị ăn hiếp nhưng mà ông đừng cho tôi ăn hạnh nha. Tôi nghe rồi, tôi cho bà ăn cái khét chứ. Bây giờ bà tới bà xử cái con gà đó thử coi, dùng năng lực của bà bên trong tiềm ẩn của bà xử nó. Chết đi cậu. Trời ơi, tính ra tôi mới chỉ cho bà bộc phát năng lượng mà bây giờ bà tới bà chết đi là chừng nào nó chết được. Nè bà nhìn nè, bà nhảy chết đi nó không có chết đâu, nhìn tôi nè. Hây cha. Hay không? Á đù, nó chưa lọt xuống đất mà nó chết luôn rồi. Đúng rồi, nè nè. Hơi sức mạnh cả nè. Boom. Đó. Không những ông xét xanh ghê vậy. Trời ơi, như vậy thì mới có đồ ăn nè. Được rồi, để lát nữa tôi về tôi làm đùi gà chiên mắm tỏi cho ông ăn. Wow, đùi gà mắm tỏi hả? Nhâm 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 nhâm. Ngon. Ý làm liền lấy đá bụng rồi. Có gì kỳ vậy? Trời ơi, cái này không biết chừng nào tập luyện được nữa đây. Phải cố gắng gồng năng lực của bà xong bộc phát ra bên ngoài, hiểu không? Ok, tôi sẽ làm. Ơi, ủa sao bà sáng chế ra cái chiêu gì mới luôn rồi? Ủa không phải như vậy hả? Trời ơi, tôi kêu bà bộc phát ra bên ngoài là nó sẽ nằm ở trên, còn bà bộc phát như vậy là bộc phát ở dưới đất, có làm cho đất rung chuyển đó. Thôi làm lại coi. Trời ơi, đừng có vô chơi vô tôi chứ, bà nào bà không biết nào địch là nào là ta hả? Ok. Trời ơi, chơi mấy con gà kia kìa, mấy con gà kia kìa, bà lên sử dụng lên đó chứ. Ôi, cái chiêu này của bà cũng là một cuộc diện giống cái bộc phát năng lượng đó, nhưng mà của bà bộc phát năng lượng làm cho đất rung chuyển, hiểu không? Ôi, vậy cũng hay rồi, vậy cũng hay rồi, chúng ta không giống chiêu với nhau, vậy là cũng hay rồi đó. Đây, 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 không ngờ chứ các bạn ơi. Trời ơi, tôi dạy bà một đằng mà bà làm ra một nẻo luôn, biết thiệt chứ. Hỏi bây giờ thì Zombie à, làm đồ ăn mắm tỏi cho tôi đi. Nhăn lên, đói bụng rồi, nhăn lên ơi, đói bụng lắm rồi. Đại Dương ơi, có chuyện rồi. Ồ, có chuyện gì vậy? Chuyện là khi nãy lúc tụi em đang đi săn thì có bị tấn công và cướp mất con mồi bởi một cái tên nào đó màu tím có tai mèo và đuôi mèo. Thì Hà Cát Náp có phải con mèo màu tím không? Đúng rồi đó Đại Vương, hắn chính là cứ phá hoại đó. Lại là tên chết tiệt đó, hắn ta cứ phá ta từ lần này đến lần kia. Vậy bây giờ mình làm đây, gì đây hả Đại Vương? Kéo quần là đến giết hết của nó. Tụi mày tập hợp tất cả anh em tới, chúng ta sẽ cho chúng một bài học. Dạ đó, đi thôi. Đi đi, đi lên.
Ý ha, cánh áp, lần này bọn mày sẽ biết sức mạnh của bọn tao. Cái phim trong đây mắc cười thiệt luôn ha, Jimmy Đất đây. Ừ, vui thiệt chứ. Thì thôi, chán quá, không còn gì coi nữa thôi. Ây, lên làm giấc ngủ thôi à, tối nay đi kiếm cái gì ăn á Jimmy ơi. Ừ, đủ rồi, thôi đi lên thôi. Tạm biệt nha. Cái gì mà ồn ào dữ vậy Dâm ơi? Tôi đang ngủ luôn mà, cái chuyện gì vậy? Trời ơi ha, hồi nãy bọn zombie kéo tới nhà mình đông quá là đông luôn á. Mà tôi đã xử lý bọn chúng rồi. Cái gì, bọn zombie kéo đến nhà mình đông sao? Thiệt không vậy? Hả, không lẽ tôi nói xạo không làm gì? Lũ khốn này, hôm nay nó dám đụng đến nhà của tôi luôn sao? Có vẻ chuyện này bắt đầu bọn chúng muốn tấn công chúng ta rồi đó zombie à. Bây giờ chúng ta phải làm sao đây ha? Nhưng mà có một điều là bọn chúng yếu lắm. Tôi chỉ mới giữ vững sức mạnh thôi mà bọn chúng đã chết hết rồi. Vậy là sức mạnh của bà quá mạnh đó chứ. Được rồi, chuyện này không ổn rồi. Buổi đêm mà mình không thể nào đi ngủ được. Zombie thì nó không thể đi ra ngoài bằng trời sáng. Chắc là đêm nay chúng ta phải thức để đợi rồi. Nếu mà tụi nó tấn công tới mà mình ngủ là có chuyện không ổn đó. Ôi, tôi hiểu rồi ha. Bây giờ vào trong đi, ông đói ông tôi làm đồ ăn cho. Ủa, đồ ăn hả? Được, tôi cũng đang đói quá. Ăn đêm cái đi cho nó phê. Vô nào. Nhộm, đồ ăn. Bọn chết tay này, thế giật thì chứ, không ổn rồi. Ta phải đi kiếm em gặp bọn anh em tới để tiêu diệt bọn này mới được. Đói quá đi. U gà, trứng hả, trời ơi, toàn món ngon mỹ vị không à. Trời ơi, quá. Được gọi, đương nhiên gọi là phải ăn thôi. Ngùm, trứng chiên nè, trứng cuộn phê quá à. Ngùi ơi, tuyệt đỉnh mỹ vị luôn, Jimmy ơi. Wow. Thêm một cái nữa coi. Ngom. Ôi ngửi. Con thấy gì sao? Tôi ước gì bà ở đây mãi mãi để có thể là nấu đồ ăn thiệt là ngon cho tôi ăn luôn á. Tôi không muốn bà đi tí nào đâu nên là ở đây với tôi luôn đi. Trời ơi, đương nhiên rồi. Bây giờ tôi cũng có chẳng có nơi nào để đi cả. Ê, hợp lý á nha. Bởi vì tôi cũng đang kiếm một người vợ sau này ở bên tôi nấu đồ ăn cho tôi đó. Tôi thấy tôi là người phù hợp với tao. Nghe cái tiếng gì đùng đùng ở bên ngoài vậy? Không lẽ bọn zombie tới rồi sao Jimmy? Chắc là như rồi. Vậy đó. Cũng phải ra kiểm tra thôi. Tiếng động chết tiệt gì vậy? Cái quái gì vậy nè? Tại sao bọn zombie đông quá vậy ha? Có vẻ như bọn chúng kéo đến đây là muốn triệt hạ bọn mình đó Jimmy. Bây giờ phải làm sao đây ha? Tôi sợ quá à. Sợ hả? Có gì đâu mà sợ. Nếu mà bà sợ thì bà trốn ở trong nhà đi. Tôi sẽ gia xử bọn chúng hết cho. Mấy cái này chỉ tôm tép thôi mà. Không, tôi sẽ không để ông một mình. Tôi sẽ gia phụ với ông, tôi có sức mạnh mà. Được, như vậy thì chúng ta cùng nhau xông lên cho chúng một bài học thôi Jimmy. Let's go. Tiến lên. Chết đi. Tiến lên. Chết. Xử hết chúng đi. Tay hồ bay. Chà, không dễ vậy gì đâu. Chết đi, lũ khốn mấy người. Chà, chà, cung ra. Chà, dám đến nhà ta làm loạn hả? Lũ khốn. Chà, chà. Lũ khốn chết tiệt. Chà, chà. Cho chúng một bài học đó Jimmy. Mày gớm hết rồi ha, cố lên. Thôi, bà mạnh đó. Được rồi, tôi cũng xử luôn bọn khốn này đây. Chà, hai chúng ta phối hợp như vậy là rất là tốt đó Jimmy. Ngon thì đến đây, ta xử hết các lũ các người. Chà, bộc phát năng lượng. Chà, chà, chà đi. Hãy chà, mày nè à, còn một con ở trên kia hả? Chết luôn đi à. Xong rồi, Dâm ơi, tôi đến phụ. Ồ, xong hả? Ê, còn một con tay to trên kia. Ủa gì vậy Dâm ơi? Tôi bị lỏng xuống hố rồi.
Ô là trời. Lên đi nha mấy, bây giờ tôi đi xử hết bọn kia cho. Nó dám ở trên kia kìa. Nó mày trên kia là mày sai lầm giờ con. Ê, cẩn thận cái khói của tôi nha. Trời, chết đi. Tao mắc kẹt hả? Mắc kẹt thì ta giúp ngươi bay lên. Tẩm chết luôn giùm mày. Còn mấy con bên kia nữa kìa, chúng ta đang bỏ sót rồi, nhanh lên. Lũ khốn này. Tôi sẽ chạy qua tôi giết trước đây ha. Không cho bà giết luôn. Cho zombie nè, zombie nè, zombie nè. Mày á, mày nè, rút ra. Cho. Ê, cho con zombie khổng lồ. Nhìn lấy sức mạnh khói đi cáp nắp của ta đi. Chết ngay. Đã hết rồi zombie ơi, bà xử thông quá chưa? Tôi cũng đã xử xong hết rồi. Hey, bộ đôi của chúng ta hợp lực lại quả nhiên là mạnh thiệt á zombie à. Bây giờ chúng ta không còn sợ zombie nữa rồi. Đúng vậy, bởi vậy cặp đôi Di Ha Cá Nắp và Zombie Dog đây quá là biết đâu mấy bạn ơi. Thôi, video của mình cũng đến đây thôi. Hẹn gặp lại bạn nhóm video tiếp theo của hai đứa mình nha. Bye bye. Bye bye.